Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Và hiện tại thì mình đang ở tầng 2 của cái khu vực nhà ở của mình nè. Mình sẽ đặt cái quả trứng Crimson này ở một vị trí... Có nên đặt ngay đây không ta? Tại vì bây giờ mình còn thiếu một quả trứng rồng Night Fury đặt ở đây nè, cho đứng cạnh cái quả trứng Night Fury á. Để coi hôm nay có đủ may mắn để nhặt thêm cái trứng rồng Night Fury hay không á. Và bộ sưu tập trứng rồng của mình bây giờ thì còn thiếu tầm 4 đến 5 trứng nữa thôi à. Hy vọng là mình sẽ sớm gặp được những cái trứng còn lại sớm ha. Rồi, và công việc của mình bây giờ là ra ngoài này để lấy những cái trứng rồng sau khi đã up xong nha. Đầu tiên là trứng rồng Vetiver Eve nè. Đó, cũng như là trứng rồng... Ủa? Trứng rồng Crimson up tới giờ vẫn chưa xong. Ok, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ thử up trứng rồng sát ha. Đây, trứng rồng sát thì mình sẽ up bằng cái máy chạy bằng nước ha. Rồi, giờ thì mình sẽ cho rồng Giáng sinh ra ngoài thôi. Mình rồng Giáng sinh đi, mình gọi cho nó dễ ha. Giáng sinh. Đấy. Rồi. Đúng là phong cách Giáng sinh rồi. Cũng khá là đẹp ha. Nhỏ xíu à. Để mình cho em ở chế độ ngồi yên coi. Rồi xong phim. Và đây là loài rồng thích ăn táo cũng như là táo vàng. Mình có trái táo vàng nè cho ăn luôn á. Thường lắm mới cho nha. Rồi xong phim. Giờ thì coi trứng rồng Crimson của mình up sắp xong rồi nè. Mình sẽ đợi cho up xong luôn đi. Rồi mình sẽ đem ra ngoài và cho ăn cùng lúc luôn ha. Còn một tí tẹo nữa thôi. Trong lúc chờ đợi mình chăm nhum nham vô thêm đi. Chăm nhum nham vô. Ôi xong rồi nè. À, nhanh đấy. Rồi, giờ thì tới rồng Crimson á. Rồng Crimson thì có nét nét gì đó giống rồng vua á. Về kích thước thì mình thấy là tương đối to á, nên để mình thử coi. Rồng Crimson. Crimson. Đó. Ý. Cấp 1 sao nhỏ, chút ẻn hả? Cấp 1 mà đã 11 máu rồi cơ. Đúng trâu luôn. Rồi, vẫn như rồng em rồng kia ha, mình sẽ cho chế độ ngồi yên. Đó, ngồi yên đi. Còn nhỏ thì nhìn khá là hiền ha. Để coi coi khi lớn thì có kiểu như là thay đổi về cái diện mạo nhiều lắm hay không. Mình sẽ vô trong để chế tạo những cái thức ăn cho rồng thử. Đây, lấy thức ăn. Đầu tiên là lấy thịt nè. Tiếp theo là lấy xương. Xong phân. Thật là nhiều luôn. Để coi coi mình sẽ cho em rồng nào lớn trước ta. Hình như là mình nhặt được trứng rồng. Để mình nhớ lại coi. Không nhớ rõ nữa. Bây giờ có 64 đúng không? Mình sẽ chia đôi ra. Cái này cũng chia đôi ra. Chị không đều lắm. Đấy. Rồi, mỗi em 30 mấy phần ăn ha. Xong phim. Mình nghĩ rồng Crimson tầm 30 phần ăn là đủ để mình cưỡi rồi. Nên không quá lo lắng đâu. Thử nè. Rồi. Ăn cho mau lớn đi. Đấy, 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 đấy. Các bạn để ý kìa. Cái kích thước tăng rất là mau luôn. Chưa gì đã bự bằng mình rồi nè. Được thật sự. Rồi. Lên cấp 25 nào. Ôi, ăn, ăn chưa được. Mình sẽ chia tiếp. 24 và 25. Đấy. 25 thì thay đổi màu da cũng như là cái phần cánh ha. Và mặt cũng ngầu hơn rồi kìa. Cưỡi được chưa? Đó, mình đã cưỡi được rồi. Nhưng mà có một điều là rồng Crimson đi khá là chậm chạp luôn. Không nhanh nhẹn giống như những em rồng có kích thước nhỏ khác ha. Ồ, ở đây còn có con Zombie nữa. Sẽ thử tấn công coi. Ồ, em này phun lửa kiểu từ từ á. Trời. Ui, còn phun ra được dung nham nữa kìa. Wow. Xịn thiệt. Em rồng đầu tiên mà phun ra được dung nham luôn. Đã vậy. Nhưng mà cái này hơi nguy hiểm nha. Mình mà ở dưới nhà phun một phát là cháy nhà luôn. Nên cũng phải thật là cẩn thận. Giờ nó đang hồi cái kỹ năng nè. Wow. Được thật sự á. Rồi như vậy thì xong em rồng. Ui, con này nó định làm gì em rồng của mình á?
Rồi lượm viên kim cương từ con zombie đó. Dữ quá ta. Em rồng đầu tiên là có kỹ năng phun dung nham á. Khá là ok luôn. Rồi giờ thì tới rồng Giáng sinh nè. Để coi rồng Giáng sinh sẽ cho mình cưỡi ở cấp bao nhiêu đây. Đầu tiên là mình sẽ chia đồ ăn ra trước cái đã. Rồi ăn đi cưng. Rồng Giáng sinh thì cấp 25 chắc không cưỡi được đâu. Còn bé quá. Thở lại. Đấy, cấp 25 đây nè. Còn chút ẻn à. Cái này thì chắc tầm cấp 40 ấy thì mới cưỡi được. Thử coi, 40. Đó, đúng rồi. Cấp 40 thì mình đã có thể cưỡi được rồng Giáng sinh rồi ha. Khi bay thì sao? Khả năng bay lượn thì cũng tương đối tốt đó. Ở mức trung bình á, không quá nhanh đâu. Rồi. Và còn về quả cầu thì là một quả cầu lửa màu tím nha. Thông thường thì những em có quả cầu lửa màu tím này tấn công là hơi bị khỏe đấy. Chắc bây giờ thì mình sẽ cưỡi luôn em rồng Giáng sinh này. Để đi khám phá luôn cho nó hợp với cái nón Giáng sinh của mình ha. Mình đang đội cái nón Giáng sinh á. Đó nên không biết là với sự kết hợp này thì nhân phẩm của mình nó có tăng hay không. Và mình sẽ cất tạm mấy cái xương ở nhà nè. Những thứ lặt vặt khác cũng cất ở nhà cho nó trống kho đồ ấy. Đi khám phá cho nó dễ ha. Đây, xong phim. Rồi, giờ thì mình đã có thể lên đường được rồi. Ui ui trời trời trời. Rồng Giáng sinh bay vèo 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 ở trên trời kìa. Xuống đây cưng. Ui dồi, thích bay dữ ha. Đi, giờ cho cưng bay luôn. Một xíu thì mình mới đổi sang rồng Grimson sao á. Ê, khoan. Từ từ. Còn một em rồng nữa, quên mất. Còn rồng sát nữa mà. Mình up 3 trứng rồng lần. Trời ơi, suýt nữa thì bỏ em ở nhà rồi, tội nghiệp rồi. Đây, rồng sát. Sát. Búp. Ý. Rồng sát có chút ẻn à. Trời ơi, dễ thương vậy. Sao mình kiểu mình thích những em rồng còn nhỏ hơn á ta. Chẳng lẽ bây giờ mình nuôi mà mình không cho ăn để lớn thì kỳ quá. Còn nhỏ cho nó dễ thương ơi. Thôi đi một xíu về mình sẽ cho rồng sát ăn sao á. Giờ tạm thời thì rồng sát ở nhà giữ nhà giùm đi. Mình cùng rồng Giáng sinh đi tiếp. Để coi hôm qua là mình đã đi hướng này rồi ta. Hôm nay mình sẽ đổi một hướng khác đi. Mỗi ngày đi một hướng thì mới tăng tỷ lệ gặp được những cái thứ mới á. Rồi giờ thì lên đường cùng rồng Giáng sinh với mình nào. Chưa gì mình đã gặp được cái anh chăn cừu rồi. Chắc tới công chuyện với ảnh luôn quá. Ảnh gà ảnh lộng hành lắm mà ảnh. Tát quái ở đây một hit. Không biết xì nhẹ ảnh không nữa. Thường thường thì anh này trâu lắm. Mạnh, rồng Giáng sinh mạnh lắm. Tấn công một phát một là kéo được 1/5 cây máu của ảnh rồi. Đấy. 2 hit nè. Điểm hit nha. Bây giờ mình sẽ tập bắn luôn 3 hit. 4 hit và 5 hit thôi. Ui. Rồng Giáng sinh nhìn nhỏ nhỏ như vậy mà mạnh thật sự. Thông thường thì mấy em rồng khác tấn công tầm 7-8 hit mới chết lận. Mà rồng Giáng sinh thì 5 hit thôi. Là tiễn dông anh kia rồi. Em xứng đáng ăn được một trái táo. Rồi, đi tiếp em ơi. Đã nha, có thành viên mới mạnh mạnh rồi. Này chỉ là mới cấp 40 thôi á. Khi mà lên cấp 100 thì sức mạnh nó còn tăng lên thêm nhiều. Được đấy. Rồi. Để coi. Ồ, dùng này dùng cánh gừng nhiệt đới hả ta? Cánh gừng nhiệt đới thì cũng khá là nguy hiểm đấy. Thôi, lạng hướng khác. Tốt nhất là bây giờ gặp được dùng đầm lầy thôi. Mình chỉ mong là gặp được dùng đầm lầy thôi à. Và mình cũng khá là ít khi gặp được những cái danh trại á. Hôm nay đi mình không thấy danh trại luôn. Danh trại của mấy cái tên lính kia, lính lửa các thứ. Khan hiếm thiệt luôn. Mỗi khi đi thì ưa gặp rồi để mình farm những cái heavy door key nè. Mà bây giờ thì không còn gặp nữa. Tự nhiên nhớ mấy anh dư người ta. Chẳng lẽ mình lấy cái bản đồ Fire Nation mình tìm mấy ảnh, mình quýnh mấy ảnh tiếp nhờ. Mà thôi, cà khịa nhiều không tốt cho cho mình cũng như là em rồng đâu. Ở phía bên đây hình như có tổ rồng Rồng còn hay sao nè. Ê, khoan.
Bây giờ mình sẽ cho em rồng vô trong cái quả cầu rồng trước đó. Mình muốn vô đây đi khám phá, mình muốn phục thù lại. Tại vì có lần mình vô đây xong á, mình bị lọt xuống hố đen á, nên mình phải phục thù lại trong lần này ha. Để coi. Mới vô có rương. Nghi vậy ta. Ủa làm gì mới vô nó cho mình rương liền? Nó có lừa mình không? Chắc là nó nhử tép bắt tôm đây. Đó. Ui. Chút xíu nữa là đi rồi. Ở đây nó có dây bẫy. Gương này là gương thường không sao. Ui hên. Còn có những cái cọng chỉ đen thui thui lùi nè. Làm được giáp luôn. Trời. Cọng chỉ đen thui thui lùi này mà cũng làm được giáp nữa nè. Thế ghê ta. Xíu nữa là đi rồi. Mà ở đây nó có nhiều cánh cửa quá. Mình sẽ thử gạt không. Gì đây? À, cái này là cái bẫy. Nó định nhốt mình vô đây rồi nó thả bom cho mình bị nổ banh xác á. Non lắm. Rồi đi vô. Rồi coi lần này đi đâu đây. Ủa sao đây nhiều cần gạt vậy? Ui nhiều cần gạt vậy. Ui thôi quay xe. Cánh cửa này không ổn. Thử cánh cửa này. À, cánh cửa này thì đi được nè. Nó có một cái cầu thang sáng để mình thử mình lên trên coi nha. Không biết đi lên đây xong có về được hay không nữa nè. Ế, nó có rương. Có dây bẫy ở đây không? Không có dây bẫy ha. Có bẫy dưới không trời? Ok, không có bẫy. Tại vì bây giờ mình bị tâm lý là lúc nào cũng có thể dính bẫy á, nên làm thì cũng phải cẩn thận một xíu ha. Ui thôi. Quay xe. Thêm một cánh cổng nữa đã được mình khám phá rồi. Giờ thì tới cánh cổng bên này. Ê, lần này thì nó đưa qua mình giống như là bên địa ngục vậy đó. Còn mình đi đâu tiếp vậy? Ủa dưới này nó có dấu gì không ta? Nghi lắm. Để mình đào xuống dưới một xíu thử ha. Biết đâu nó giấu kho báu dưới này á. Rồi không có rồi. Kỳ vậy. Vô lý vậy ta. À nó giấu một cánh cửa ở bên đây nè. Ok. Qua luôn. Liên tục là những cánh cửa khác nhau á. Rồi và qua những cái chỗ như vậy thì mình nên cẩn thận. Rồi nó lại có cánh cửa khác. Sao giống như mình sắp bị lạc vậy ta. Hai cái rương. Nhưng mà để ý kỹ đó là hai cái rương bẫy nha. Coi có đặt bẫy ở đây không. Nè có bẫy nè. Dễ gì mà lừa được chế. Ui giời non. Nữa nè cái này có bẫy nữa. Gung vậy ta. Để xuống đây. Ơi. Nhảy quá. Và đây là hai cái rương bẫy nên mình phải đập ở phía dưới trước cho chắc. Đập hết luôn. Đó. Thấy chưa, an toàn liền. Kinh nghiệm dính bẫy của mình đã giúp mình cẩn thận hơn đó. Xong phình. Đấy. Ngầu liền, lấy đồ mà không bị dính bẫy là ok rồi đó. Giờ có nên quay xe không các bạn? Sao mình thấy mình đi ngày càng sâu hơn vô cái mê cung rồi đó. Một hồi sợ không có biết đường về đấy. Thôi kệ, lỡ chơi cho tới luôn. Lẽ mình chơi dân chơi nửa mùa sao? Chơi là chơi cho tới. Đi. Úi dồi. Úi gì đây? Kìa có rương. Wow. Cái này là thử thách parkour hả? Trời tưởng cái gì parkour.
Nhảy luôn nè, nhảy luôn nè. Bước xuống đây luôn. Tiếp tục, tiếp tục. Thử thách bác cua. Nhảy qua đây. Ủa sao toàn đồ thường không mày? Thử thách bác cua. Ủa có hai cái rương thôi hả? Úi. Và đây là cánh cổng dẫn tới một cái giống như cung điện vậy nè. Và cũng có ba cánh cửa khác nhau cho mình lựa luôn. Tiếp tục là lựa cánh cửa phía trước ha. Một xíu mình chỉ cần là đi lùi về thôi là được ha. Cho nó dễ xác định đường về. Rồi giờ thì mình lại vô tiếp một cái mê cung nữa nè. Sao toàn là mê cung không vậy? Thôi xong rồi. Mình dễ bị lạc mà nó cho mình toàn vô mê cung thôi. Rồi xong rồi đó, xác định rồi đó. Hên 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 hên. Còn về được không sao. Ui sao mình nghe tiếng bom nổ. Đừng. Đừng 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 đừng. Ui ui ui. Chút xíu nữa là đi rồi. Hên là mình chạy kịp á. Với lại chỗ này nó không bị nổ. Nổ mất nè. Mèn đấy coi. Bể cánh cửa rồi. Ui sao vậy? Cánh cửa đằng kia nó bị bể rồi. Khốn kiếp thiệt. Ê, ê, ê. Không sao không sao. Chúa phù hộ em. Chúa phù hộ em nha. Ở bên này thì mình thấy có một cái chỗ của mấy tên pháp sư nè. Hình như đây là chỗ của mấy tên pháp sư bóng tối. Liệu rằng trận chiến giữa mình cũng như những tên pháp sư bóng tối này sẽ ra sao đây? Có em rồng bảo kê mình không sợ đâu. Một tên. Ui da, ui da, thốn quá, thốn quá. Ui no. Không ổn rồi. Ow. Em rồng, cắn em. Ui, phải mình điều khiển được rồng thì tốt quá. Giờ mình đang bị choáng rồi. Pháp sự. Ui, em rồng mình đang bị trúng độc kìa. Ôi no. Mấy tên pháp sự thiệt tình luôn á. Ui, những tên pháp sư bóng tối này xài những cái phép ghê quá. Em rồng mình chịu không nổi đã hy sinh rồi. À không, ngất xỉu rồi. Cây tế nhờ. Tại vì rồng mình còn ít máu á. Phải mình rồng mình mà trâu xíu là ok rồi. Tiếc ghê luôn. Rồi cái này thì mình có thể tăng được 3% tốc độ tấn công hả? Đeo đâu đây? Ok. Cũng được đi. Ê, con golem này. Golem. Golem nè. À, xong phim. Giờ trong lúc chờ đợi cho rồng Giáng sinh hồi phục lại thì mình sẽ cưỡi em rồng tiếp theo á. Là rồng Rimsun nè. Đi em ơi. Người bạn rồng Giáng sinh đã ngất xỉu rồi. Trong trận chiến với những tên pháp sư khốn kiếp. Thiệt luôn á, nhiều lúc mình cũng muốn bảo vệ mấy em rồng lắm nhưng mà rồng bay cao quá không bảo vệ được ấy. Rồi và giờ thì mình đã tới cánh rừng gì đây. À không, nói cho hơn, chính xác hơn là cái vùng núi thôi. Chứ không phải cánh rừng ha. Ê, gặp rồi. Mình đã gặp được. Đây là tổ rồng. Chưa, để mình đáp xuống mới biết được. Cái này như một cái bông hoa vậy. Cái tổ xoay như cái bông hoa ấy. Để mình coi. Đúng rồi, đây là rồng Lotus. Đây là rồng Lotus ha. Hơi bị đẹp luôn. Ui ui, đang tấn công bên kia. Chạy. Chạy thôi. Rồng Lotus đang tức giận vì việc mình đột nhập tổ rồng trái phép ấy. Kìa, nhìn mặt ẻm kìa. Thôi. Đẹp thì có đẹp đấy nhưng mà hơi hung dữ nha. Chuẩn thôi, có chiến lợi phẩm rồi. Yes. Ô, con xương hổ bắt. Hổ báo hả, mấy con xương. Rồi xong pin, giờ thì cưỡi rồng Crimson và chuẩn thôi nào. Có một cái trứng rồng mới đầu tiên. Quá tuyệt vời. Như vậy thì ở vùng núi là cái... Ây, còn truy đuổi mình nữa cơ. Nè.
Rộng bãi chậm quá. Không ổn rồi. Hên hên hên. Rồng lo Tết đã ngừng truy đuổi mình rồi ha. Nguy hiểm thiệt. Rồi tiếp tục bay lên vùng núi này. Liệu rằng vùng núi này còn cơ hội gặp được những cái trứng rồng gì khác hay không? Hên dữ không biết. Ê, đằng xa xa mình thấy rồng Light Fury kìa. Nhưng mà lại bay chung với rồng Red hả ta? Như vậy thì khó lòng mà có được trứng rồng lắm. Nếu bay một cặp thì chắc chắn là xung quanh đây sẽ có một cái tổ ha. Ê, và vừa than là chưa lâu rồi chưa gặp cái căn cứ. Thì bây giờ mình đã gặp được một căn cứ lửa rồi nè. Ấy cha cha. Trời trời trời, anh này làm gì đây? Anh này làm gì đây? Mình sẽ phun lửa ra thiêu cháy anh này á. Ôi, Reaper nó. Ê no. What the hell? Ui, cái anh khổng lồ một mắt này, anh ăn thịt rồng mình rồi. Ôi no. Khốn kiếp. Ây. Trả thù nào, không thể chấp nhận được. Ui da. Trời. Người nhà quê thiệt luôn á. Bắn người ta gốc cuộc mình mới là người nằm xuống trước à. Sợ thật. Nhưng mà không sao. Hồi nãy chỉ là nháp thôi, giờ mới là thiệt nè. Một. Điếm liền. Hai. Ba. Chạy. Ui. Anh đi không vậy? Chạy chạy qua đây kiếm góc bắn tiếp á. Mình không nên đánh giáp lá cà đâu. Mình có rồng mà. Ui chạy tiếp. Tại vì hắn mà chụp mình được á, là hắn có thể ăn thịt luôn cả em rồng mình. Rất là nguy hiểm luôn. Mình có rồng mà, nên cần gì mà phải đánh giáp lá cà. Ấu rỉa như vậy thôi. Tên khổng lồ một mắt khốn kiếp. Dám ha, ăn hiếp mình với mấy em rồng. Nè, ăn đi, hồi phục lại. Này thì ăn hiếp hả? Rồi, giờ thì để qua đây coi. Ừ, một khoan. Cho rồng vô trong trước rồi đó. Để không thôi một hồi sung sung chiến đấu với mình giống như lúc chiến đấu với những cái tên pháp sư bóng tối là nguy hiểm lắm. Để mình vô đây coi thử. Ừ, đây là chỗ của... À, chỗ này được, chỗ này có thể farm được những cái... thanh niên lính lửa nè. Nhưng mà đợi cho mấy tên này spawn ra chắc cũng có vẻ hơi lâu ấy. Mình sẽ đập những cái chậu này kiếm thêm chút đồ ha. Ô, chậu bự luôn nè. Ui, chậu bự mà không có đồ gì xịn hết vậy. Sao bây giờ mấy tên này spawn lâu quá à. Cỡ trước mình lại là spawn liền luôn á. Mà cỡ rài thì khá là lâu để spawn ra ha. Ôi, nó không spawn thì thôi, mình qua đây mình chơi luôn. Phía bên này thì mình có phát hiện nó có một cái ngôi đền gì nè. Lạ ghê á. Đây là lần đầu mình gặp cái ngôi đền giống như vậy luôn. Thử nào. Wow. Có điềm nữa. Và đây là... ngôi đền gì đây? Ui. Đây là chỗ của mấy tên zombie thôi. Tưởng đâu ngôi đền này chứa trứng rồng chứ. Lừa rồi. Có thêm chút xương nè, nhạt. Ồ, sửa chữa được. Còn gì khác không? Có khối ngọc lục bảo luôn cơ. Ê, con xương. Xương siêu tốc. Sao nó nhanh vậy? Xương siêu tốc nè. Nó nhanh thật. Súp bất ngờ. Ăn thử coi. À, nó cho mình nhìn trong bóng tối. Khối ngọc lục bảo đào luôn. Hết à. Nó chỉ xịn nhất là cái khối ngọc lục bảo này thôi á. Ngoài ra nó chẳng còn gì hết. Là mình cứ tưởng đây là chỗ giấu trứng rồng chứ. Đi tìm trứng rồng quá 180 phút nó vậy đó. Gặp cái gì cũng tưởng tượng ra ở bên trong có được trứng rồng á đó. Thôi chắc bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những em rồng ha. Tiếc cho rồng Rimson nghe luôn, hồi nãy bị cái tên khổng lồ kia ăn thịt mất tiêu. Ồ luôn. Kêu mấy ra không được luôn rồi. Thôi chắc tiếp tục với rồng Giáng sinh đi ha.
Đâu ra trước, ra trước. Đâu rồi? Ủa? Mấy rồng của mình giờ đâu hết trơn. À đây này, đây 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 đây, em đây, em đây. Đi em ơi. Let's go. Nãy giờ đi về hướng này có điềm rồi ta. Không có trứng rồng nhưng mà toàn là những chuyện xui không à. Nào là rồng bị ăn thịt, rồi rồng bị đánh gục gì tùm lum hết. Không biết là nó còn có điềm gì khác hay không đây. Mà được cái nó có được một cái trứng rồng mới á. Thôi cũng như là coi như là bù qua sớt lại đi. Rồi và phía bên này có tới tận hai cái chỗ thiên thạch luôn nè. Để mình kiếm thêm ba chỗ luôn. Mèn đất ư. Ba chỗ thiên thạch để mình lấy những cái trứng rồng Galaxy á. Thôi đi, mình đã có rồi. Cũng không có ham hố gì thêm á. Chắc băng qua cánh đường này luôn cũng được. Ê, ở phía dưới đang có một cái con rồng mà. Rồng hoang dã kìa. Để mình thử mình cà kẹ nó từ xa nha. Không biết sợ bắn không tới á. Một hit nè. Ê, dẫn tới, dẫn tới. Hai hit. Ba hit mình sẽ ám sát con rồng này. Bốn hit. Năm hit. Sáu hit rồi. Nó trâu quá. Bảy hit rồi. Con đó yếu lắm rồi đó. Hãy tin mình, con đó đang rất là yếu rồi. Nó đang bị mắc kẹt vô đọt cây kìa. Tấn công tiếp lên cái coi. Tám hit. Ui, tám hit mà không chết nó. Nó trâu quá đi. Rồi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Có cái khe này mình sẽ bắn lọt khe. Kỹ thuật bắn lọt khe. Ui, lọt khe hụt rồi. Nhắm sắp thấp xíu. Vẫn, vẫn không trốn. Bây giờ mình làm liều nha, mình áp sát, mình phun tấn công nó luôn nha. Đây, 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 tầm gần nè. Một hit. Ui, sao nó trâu vậy? Không ổn rồi. Mình phải chép lá cà lẻ thôi. Nó mạnh quá đi. Con rồng này. Tiếp tục trận chiến, tiếp tục trận chiến. Nó trâu quá đi. Ui, cuối cùng cũng giết được. Nguy hiểm thiệt. Có con rồng này. Sao nó lì vậy? Máu của nó cũng đâu có hơn anh khổng lồ một mắt là bao đâu ta. Mà tiêu diệt nó thì hơi bị mệt luôn á. À mình biết rồi. Hiện tại bộ giáp của mình chỉ còn có phần áo với phần quần thôi. Ổn với nón đã bị vỡ mất rồi. Nên thành thử ra sức phòng thủ của mình không được cao ha. Hèn gì nó quýnh cho mình lên bờ xuống ruộng luôn. Tới công chuyện thiệt chứ. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành up cái trứng rồng Lotus mà mình mới tìm được trong ngày hôm nay á. Không biết là nó sẽ up bằng cái máy nào nữa. Chắc mình sẽ thử cho vô cái máy up trứng rồng chạy bằng nước trước ha. Để thử coi có được hay không. Trời ơi, đừng có đứng máy nữa làm ơn. Ồ, chính xác luôn, cho vô thử mà. Chạy được thiệt. Ok, vậy thì cho nó up đi. Còn trong lúc chờ đợi thì mình sẽ cho rồng sát của mình ăn ha. Đừng có đứng nữa, sao nó cứ giật giật hoài cây tê. Đi khám phá giật quá nên mình mới đi về chứ không là mình đi khám phá tiếp rồi. Đây, cho rồng sát ăn. Ơ kìa, mình muốn cho ăn mà chứ mình đâu có cưỡi đâu. Rồi, bây giờ đã có thể cho rồng sát ăn được rồi. Đấy, ăn đi cho mau lớn nha cưng. Rồng này là rồng nhặt được ở bên cái vùng băng á. Nên không biết là cái đòn tấn công của nó có liên quan gì tới băng hay không ha. Cùng mình cho em rồng này lớn thử rồi coi kỹ năng như thế nào. Chọn nhanh mới được, không thôi máy lắc không cho ăn tiếp được á. Ồ, cấp 25 thì phần đầu đã mọc thêm những cái gai rồi nè. Ui. Đẹp đấy, đẹp đấy. Rồi, 40 đã có thể cưỡi được chưa? Vẫn còn chưa cưỡi được. Không lẽ tới 50 lần ta? Cỡ lên nha. 50 cưỡi được chưa? 50 vẫn chưa cưỡi được, quá vô lý vậy. Mình thấy kích thước này cũng tương đối ổn mà. Man. Còn có mấy phần ăn nè, ăn hơn nó luôn đi. Rồi. Yes. Bây giờ thì mình đã có thể cưỡi được rồi nè. Và hình như kỹ năng này liên quan tới băng thiệt. Kìa. Hơi thở băng, hơi thở băng. Wow. Đây là em rồng đầu tiên của mình có sử dụng hơi thở băng á. Mấy em trước toàn là hơi thở lửa. Cũng như hơi thở xanh xanh không mà. Đã thiệt, đã thiệt. Em rồng đầu tiên sử dụng hơi thở băng á. Nhưng mà vô lý thiệt. Hơi thở băng nhưng mà khi trúng mục tiêu thì lại có lửa kìa. Là sao?
Vô lý gì ta? Đó. Thấy vô lý thiệt á. Băng lửa quá. Rồi còn trứng rồng Lotus thì đang trong cái quá trình ấp thôi. Hy vọng là trứng rồng Lotus sẽ mau ấp xong để mình có thể cho ra bên ngoài ha. Và các bạn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá không bộ thu mấy trong ngày hôm nay thôi. Mà đã vậy còn bị ăn hành nữa. Em rồng cũng bị da lây luôn. Hy vọng là những chuyến quá xa thì mình sẽ thuận lợi hơn và không có còn ăn hành nữa, mà thay vào đó là những mạng cà khịa cực gắt từ mình cũng như là những em rồng ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.